Chào mừng anh em và bà con lại trở lại với công việc ngày thường của anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục bố trí các cái dàn cày của cơ sở để lên đường phục vụ đến bà con Vĩnh Phúc. Anh em nào ở Vĩnh Phúc có cần gì luôn thì là alo xem em có không để em ghép hàng một thẻ tiện chuyến luôn ạ. Cũng người chào thì phải chào lại.
Em chào anh Thoảng nhá, em chào anh Nguyễn Lộc. Rồi em kết thúc lại chuyện ở đây để ra sắp xe đó, không đủ chỗ mất.